Once every decade, we have a chance to shape the future of our state and our country by participating in the census. As Californians, we have an opportunity, even a responsibility, to claim what is rightfully ours. Billions of dollars for better schools, safer roads, and healthier communities. There's power in your existence. Representation matters. You matter, and your participation gives voice to our state and the values we believe in. In California, we're not sitting on our hands. We're rolling up our sleeves and we're digging in. We're knocking on doors, working with schools and clinics, businesses, and communities in every corner of our state. We're working together, fighting for one another. We must do this, not only for ourselves, but for our children, for our families, and for our communities. For our mothers. For our grandchildren. For our fathers. For nuestros padres. Don't let anyone count you out. This is your state and your country, and you deserve to be counted. Kính thưa quý vị, chúng tôi Trần Hùng Tiếp một lần nữa xin tái ngộ cùng quý vị. Hôm nay chúng tôi có mặt tại một cái Food Distribution Center của UTEP và cũng là một chương trình của County 2020 ở San Diego. Bác với lại UTEP làm chương trình này thứ 6 để cho phát đồ ăn cho những người nghèo của khu San Diego. Và cũng trong cơ hội này chúng tôi có gặp được một cái anh Huy Trần, là một người gọi là chủ tịch của tổ chức VietVote. Chúng tôi cũng có cơ hội để nói chuyện với anh. Mời quý vị theo dõi của phóng của tôi với VietVote và Census 2020. Xin chào anh Huy. So anh Huy, anh hiện bây giờ này là một thành viên của VietVote. Anh có thể cho biết là những cái công tác của VietVote làm cái gì thưa ông anh? So cái nhóm VietVote của tụi em là bắt đầu làm công chuyện từ 2018. Cái nhóm này để dành ra để giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam mình về mấy cái chuyện bầu cử chứ lại mấy cái chuyện civic engagement. Tại vì nhóm của tụi em suy nghĩ là người Việt Nam mình không có đi bầu cử nhiều, mà nếu mà mình đi có bầu cử nhiều đó thì mình có cái tiếng nói mạnh hơn ở trong cộng đồng của mình, cho cái thành phố của mình. Thế nếu như vậy thì VietVote trong cái thời gian mà làm cái thống kê dân số đó, thì cái tổ chức VietVote gọi là tham gia vào chương trình này như thế nào? Và hôm nay tại vì thấy anh đứng trước cái census billboard và cũng có thể nói là một thành viên của cái census Haomi 2020. Yes. Anh có thể cho biết thêm về những công tác của anh làm chung từ VietVote qua bên cái census là như thế nào thưa anh? So thống kê dân số là cái chuyện mà người nhà nước Mỹ đếm bao nhiêu người ở trong mỗi cộng đồng, cứ 10 năm mới làm một lần. Và cộng đồng người Việt Nam mình á thì 10 năm về trước mình tím thiếu, ảnh hưởng cái đó ảnh hưởng như cái tiền mà nhà nước tài trợ cho cộng đồng của mình. Ảnh hưởng nhóm của tụi em suy nghĩ là cái chuyện thống kê dân số rất là cần. Tại vì mình phải làm sao mà cộng đồng mình tím đầy đủ để mình có nhiều tiền thêm về thành phố San Diego để giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam mình. Ảnh hưởng tụi em mới bắt đầu tham gia với lại cái chương trình County 2020 để mình nói chuyện với cộng đồng. Tại vì cộng đồng người Việt ấy, dòng thấy mặt mình người Việt nói chuyện thì tin tưởng hơn, thì người ta mới thì dân chúng mới mới làm đơn để tìm đơn để mình đến cộng đồng mình đầy đủ. Nếu như vậy công tác của anh bên VietVote và cái census hoặc là với chương trình thống kê thì anh em đã làm được những chuyện gì và hợp tác như thế nào vào cái chương trình này? So nhóm của tụi em lúc tháng 1 bắt đầu gọi điện thoại với lại cộng đồng người Việt Nam mình ở City High, rồi nói chuyện với dân chúng về cái chuyện thống kê dân số, rồi nhắc nhở người ta là nhắc nhở dân chúng là cố gắng làm tiền đơn lúc mà đơn gửi về tới nhà của dân chúng lúc là tháng 3. Và bây giờ thì tụi em bắt đầu dẫn sắp sửa ra một cái social media campaign, tức là tụi em sẽ quảng cáo về thống kê dân số còn mạnh hơn nữa ở trên Facebook, ở trên YouTube, ở trên media, rồi xong rồi mấy cái chỗ business của nhà hàng đồ của GD Hải sẽ có tin tức thêm nữa. Nhưng mà có một cái chuyện rất là hay và tụi em suy nghĩ như vậy. Tại vì có nhiều khi mà làm đơn á thì có nhiều người không có biết tiếng Mỹ giỏi, ảnh hưởng tụi em bắt đầu làm chuyện giống như vậy, đó là
quảng cáo nói là nếu mà cô bác nào mà không có nói tiếng Việt giỏi đó, nói tiếng Anh giỏi đó, thì liên lạc với lại nhóm tụi em, thì em sẽ gọi, em sẽ giúp đỡ. Mình có thấy khó khăn gì khác nữa không trong cái cộng đồng Việt Nam của mình, là ngoài cái ngôn ngữ ra, những cái lo ngại về cái tin tức của mình bị nhà nước sử dụng cho những chuyện khác? Thì nếu mà như vậy đó, mình làm sao mình có thể giải thích, hoặc là làm sao mình có thể vượt qua những cái đó cho cộng đồng của mình, hoặc là những người mà anh tới anh tiếp xúc, thì làm sao mà có thể khuyên họ hoặc là khuyến cáo họ là những cái công tác này nó không có phải là tại vì chính phủ muốn lấy tin tức của mình để đi bán, hay là làm những cái chuyện gì khác ngoài cái là đếm con số của mình là như thế nào thôi. Cái chuyện thứ nhất là tụi nhóm tụi em là người Việt trẻ, rồi nói chuyện với cộng đồng, nếu cộng đồng thấy người Việt mình nói chuyện chung với nhau thì mình hốt là chỉ được là cộng đồng thấy người tin tưởng mình để làm cái chuyện đó. Với cái chuyện thứ hai đó là tụi em rất là tụi em giải thích với lại người nào mà tụi em nói chuyện, người nào ở trong cộng đồng người Việt nói chuyện về thống kê dân số, là nhà nước nó bị luật, nó có cái luật đó là tụi census cái thống kê dân số này không được chia sẻ chung với ai hết, không được chia sẻ chung với nhà nước nào hết. Hành thử rồi, những cái thứ ba đó là mình phải nói rõ ràng cho dân chúng biết đó là tên họ đồ của người ta sẽ không có được đưa cho, không có được bị ảnh hưởng về cái mấy cái chuyện như Medicaid, welfare, housing, cái chuyện nó không có ảnh hưởng gì. Nếu mà như vậy á, trong thời gian Covid, thưa quý vị, chúng tôi cũng đang có mặt ở đây chứ không phải là không, nhưng mà chúng tôi phải đứng xa anh Huy, tại vì chúng tôi làm cái chương trình này trong cái khoảng cách. Thì thưa anh Huy, nếu mà như vậy trong cái thời gian Covid này đó, mình có bị trở ngại như thế nào? Thì anh em có những cách nào để mà có thể tiếp xúc với họ ngoài cái vấn đề gọi là email hay là gọi phone ra? So, cái chương trình thống kê dân số của nhóm của em tính làm đó là từ tháng 1 mình gọi cộng đồng đến nói chuyện để báo tin cho người ta biết trước là sẽ có thống kê dân số mẫu đơn tới gửi tới nhà. Nhưng mà tới cái lúc mà COVID bị xảy ra thì tụi em mới thấy vậy, suy nghĩ là mình không có được đi bộ ngoài đường nữa, tại vì cái lúc đó tụi em tính là tháng 3 tới tháng 4 là nhóm của tụi em đi gõ cửa rồi nói chuyện với cộng đồng. Thì nếu bây giờ khó khăn bây gì xảy ra như vậy thì có bị trì trệ hoặc là bị thiếu đi những cái con người mà phải cần đi tiếp xúc không hay là sao? Dạ, có tức là có, thì bây giờ đó là cộng đồng của San Diego là có 60-mấy% dân chúng đã tiền đơn rồi, mình vẫn còn 30-mấy% nữa. Mà hên đó là nhà nước dời cái hạn lại từ tháng 7 cho tới tháng 10, tức là bây giờ mình vẫn còn 3 tháng nữa để nói chuyện với lại cộng đồng, với nhân chúng, khuyên khích người ta để điền đơn. Nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa không có đi bộ được, hành thử tụi em phải làm mấy công chuyện giống như là quảng cáo ở trên social media, quảng cáo trên Facebook, quảng cáo ở trên YouTube để nói chuyện cho nhân chúng biết. Rồi xong rồi tụi em vẫn còn gọi số điện thoại, vẫn còn gọi điện thoại vô cho cộng đồng nói chuyện với mọi người, rồi hỏi người ta nếu mà có ai mà có ai mà chưa có điền đơn á mà có cần giúp đỡ á, thì nhóm tụi em sẽ giúp. Vậy cái tổ chức của anh có khoảng chừng bao nhiêu anh em thiện nguyện hay là làm việc như thế nào, và cái công tác mà của anh bên Việt Vote với lại Count Me 2020 thì nó hợp tác như thế nào, làm sao? I'm sorry, anh nói lại đi. Cái nhóm Việt Vote của anh nó có tất cả bao nhiêu anh em làm việc về cái chương trình này, và Việt Vote hợp tác với lại Count Me 2020 là như thế nào? So, nhóm của tụi em mới, hình như tụi em bây giờ có cỡ chừng 15 người mà tất cả mỗi người là volunteer hết, là người tình nguyện hết. Hình như tức là tụi em họp chung với nhau, mình trẻ mình họp chung với nhau tại mình thương cộng đồng của mình muốn xây dựng cộng đồng người Việt Việt Nam mình mạnh hơn. Hình như tụi em bỏ thời gian riêng của mình ra để mình làm cái chuyện này tại vì mình tin tưởng về cái cộng đồng của mình. Nhưng mà bây giờ tụi em chỉ toàn là người tình nguyện không mà. Hình như mỗi ngày là có ai mà có bao nhiêu thời gian dư á thì mình bỏ vô mình nói chuyện thôi. Thì anh thấy là cái tầm quan trọng của cái thống kê và cái lá phiếu của mình, thì một trong hai cái thì cái nào nó quan trọng hơn, hay là mình cảm thấy cái nào nó cũng quan trọng giống nhau? Hai cái đều quan trọng hết, tại vì hai cái đều quan trọng hết, tại vì cái thống kê dân số á, nó chỉ làm 10 năm một lần. Đúng mà rồi. Nếu mà mình làm thiếu á thì cái tiền tài trợ của nhà nước á sẽ bị ảnh hưởng tới 10 năm rồi.
Sure. Tại vì mỗi người á, nếu mà mỗi người mà thiếu không có điền đơn á, là mình bị mất 20.000 đồng. Yeah. Cái đó rất là nhiều tiền phải không? Mình cần rất là nhiều tiền tại vì thành phố CD2 bây giờ nè, hoặc là người Việt Nam mình dưới này mình có cần rất là nhiều tiền để xây dựng giống như là đường phố đồ mình. Cái thành phố này nó vẫn còn rất là cần nhiều tiền để phải sửa. Yeah. Nhưng mà cái bầu cử mình vẫn còn phải quan trọng hơn. Tại vì sao? Tại vì em đi họp nhà nước nhiều lắm. Em biết nhiều, rất là nhiều tin tức. Nhưng mà mỗi lần mà em muốn nói chuyện với cảnh, nói chuyện với lại mấy cái ông mà mấy cái ông elected official của nhà nước San Diego vậy nè, em không có nói là người Việt Nam mình cần như vậy, cần cái kia, cần cái này nọ được. Nhưng mà nếu mà mình không có bầu á, thì tụi nó đâu có thèm dò mặt mình. Yeah. Bởi vậy em bây giờ đang khuyên cộng đồng người Việt Nam mình làm ơn bầu cử. Tại vì nếu mà 40.000 người mình mà bầu cử cùng chung với nhau đó, em không cần biết ai bầu sao cũng gì hết trơn. Nó chỉ cần biết là mình có bầu cử hay không. Nếu mà mình có bầu cử á, nó sẽ sợ hãi mình thôi. Yeah. Mình nếu mà em có, nếu mà cộng đồng mình có 40.000 người bầu cử, thì em sẽ vô trong đó nói, hey, mình làm chuyện cho người Việt Nam mình nhìn đi. Nhưng mà không làm á, tập kêu tụi này không có đi bầu cho mày nữa. Yeah. Phải không? Ok, cảm ơn anh rất là nhiều và cảm ơn quý khán giả. Thưa quý vị, chúng tôi là Trần Hùng Tiết, hôm nay đã interview với lại anh Huy tại trung tâm UPAC đang là làm cái distribution food, tức là cho đồ ăn cho những người nghèo ở chung cư San Diego. Và chúng tôi sẽ mang mask lên để nói chuyện với anh Huy. Anh Huy một lần cuối. Cảm ơn anh Huy rất là nhiều và cảm ơn anh Huy tới chương trình của Cảm ơn anh Huy.